Ok, thì giờ em chuyển thành này thành cái đường nét vẽ cho máy nó hiểu nó vẽ được ha. Ở đây thì em để là 450. Đây nó ra cái đường nét vẽ riêng, xóa cái kia đi. Rồi bây giờ em xây lại, xây với đuôi em xem với cái định dạng là SVG luôn ha, tô mình series. Rồi ở đây thì máy của em đang cắm cổng USB là cổng COM6. Cái này trong cái hướng dẫn em có hướng dẫn là tìm biết cái cổng COM nào á, là vào trong cái manager để xem cái cổng COM nào ha. Ở đây em chọn là COM6 thì bây giờ mình connect. Giờ em lấy cái hình lúc nãy em mới vừa tạo ra. Chú ơi, có chuyện gì nè. Ok, em bỏ trong cái khung Chú ơi. khung này. Rồi thì bây giờ tới quá trình chỉnh chứng chứng thì anh cố gắng anh chỉnh làm sao mà cái tâm của cái bút á, tâm bút á, nó nằm ở chính giữa qua bút luôn ha. Rồi để mà chỉnh được như vậy thì anh bạn thấy 6 con ốc ngoài ra nè, 6 con thì anh chỉnh làm sao mà cho nó nằm ở trong cái, nó nằm được cái ở vị trí đó là được, nằm ở vị trí chính giữa là được. Rồi đây là phần bút lên là em để 130, phần bút xuống em để 90. Tốc độ là em để tốc độ mình em để bằng 0 là thấp nhất, là cho nó chạy nhanh nhất vì đây là test cho anh xem mà. Ok, giờ em test bấm play là nó chạy. Thì mới một quả trứng mà vẽ lên không biết có xóa được hay không nữa. Đây là nó vẽ trên trên ấy, còn đây thì nó hiển thị ở trên tọa độ trên máy luôn, nó chạy theo. Tột quá. Tí không biết lấy gì xóa. Cái này nó lên rồi là xóa được nữa. Ở đâu chứ? Ông hình hình to quá. Nhưng mình nhỏ lại xíu. ở đây do lúc nãy em chưa chỉnh cái bút nó cao quá nên thành cái bút nó còn thấp, nó còn vẫn bị có nhiều cái chỗ nó chưa dỡ nó được hết. Anh vẽ nó hơi bị lem ra một chút. Cái này khi mà anh về anh chỉnh thì anh gạt cái, anh mở hai con ốc ở phía dưới này này, anh kéo cho cần bút nó lên lên một chút, nó cao lên, nó thoát khỏi luôn cái phần phía ngoài luôn thì vẽ nó không bị lem như vậy. Hoặc là anh có thể anh nâng cái góc góc ở trong này anh nâng lên là thành 135 chẳng hạn, cao hơn một chút nữa. Để anh chỉnh lên 135 đi. Rồi, lay lại. Đó, thì cái hiện tượng mà bị kéo kéo đường ấy, nó bị mất đi. Trên đây thì nó hiện cái phần trăm mà cái hình cái máy chạy được bao nhiêu phần trăm rồi ha. Còn ví dụ như anh đang chạy mà anh muốn nó mịn thêm chút nữa thì anh kéo dịch cái này lên, càng dịch lên thì nó càng chạy càng mịn. Đó. Lúc này máy chạy mịn, rất là mịn luôn, chạy chậm lại. Nghĩa là nó chạy chậm thì nó nói chung là độ mịn với tốc độ thì nó tỷ lệ nghịch với nhau mà. Anh cho nó chạy chậm thì nó rất là mịn, mà chạy nhanh thì nó
mình đã lắp. Bây giờ cho chị nhanh lên. Tạm dừng một chút đi. Ok thì nó quay xong, nó chạy xong rồi nè. Ui, chụp mẹ. Đó.